trắng bay về nơi ta ngang, nhắn dùng em nơi hậu ngang nhớ chàng, có thương nhau sao không thấy tin về, lỡ qua sông rồi. Trôi xa nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương anh cô hát mong chờ. Thương chim quyên nắng nở, thương con cá rô trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đó. Lời đầu tiên, Cẩm Ly xin được tới quý giám khảo, quý vị khán giả cùng tất cả thí sinh của chương trình đã có mặt ở đây lời chào trân trọng nhất. Sáo bay xa mãi không về, em vẫn chờ anh nơi đây bên lỡ, rồi nhớ thương anh cô hát mong chờ. Thương chim quyên nắng nở, thương con cá rô trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ. Ơ lý chàng ơi,
Dạ chào chị Tư. Dạ chào anh Đại Nghĩa. Dạ thưa quý vị, mặc dù tự giới thiệu là Cẩm Ly xin chào quý vị khán giả, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra đây chính là ca sĩ Nhật Thủy. Dạ Nhật Thủy xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến giám khảo và quý vị khán giả cũng như thí sinh đã có mặt tại chương trình buổi tối hôm nay ạ. Dạ, thí sinh mùa thứ 3 của Gương Mặt Thân Quen. Tại sao em lại chọn cái việc là hóa thân thành chị Cẩm Ly? Thưa anh, tại vì là vai diễn chị Cẩm Ly là một trong những cái kỷ niệm mà em không thể nào quên được. Khi nhận được lời mời của bên chương trình, em đã có một cái nguyện vọng là được đứng trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen và hát được bài dân ca mà em yêu thích. Và xin cảm ơn tràng pháo tay của quý vị đã ủng hộ cho. Còn nhớ cái lần mà khi em tham gia chương trình á, em cũng đã giành giải nhất tuần với cái vai diễn của chị Cẩm Ly. Và khi Đại Nghĩa có gặp chị Cẩm Ly và có nói về Nhật Thủy á, thì chị Ly nói chị có coi, chị có nghe. Và chị Ly nói rằng là trong rất nhiều những người đã từng hát giả giọng của chị thì Nhật Thủy là cái người mà chị Ly thấy rằng là hát giống nhất, giống y chang luôn. Dạ. Cảm ơn em đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen nhé. Và bây giờ thì hãy dành cho những người bạn của chúng ta một lời chúc đi nào. Nhật Thủy xin được chúc cho tất cả thí sinh càng về sau thì sẽ có những cái tiết mục rất là bùng nổ để gửi tặng đến quý vị khán giả và có một cái